Thưa quý vị, xem video trên YouTube là một trong những thói quen hàng ngày của hầu hết người dùng tính hiện nay. Tuy nhiên, thay vì phải sử dụng chuột máy tính để nhấn trực tiếp vào phím điều khiển trong giao diện ứng dụng khi muốn thực hiện một tác vụ nào đó, chúng ta chỉ cần dùng một phím tắt duy nhất tương ứng trên bàn phím mà thôi. Trong chương mục thuộc công nghệ kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những phím tắt hữu ích giúp chúng ta điều khiển dễ dàng và nhanh chóng hơn khi xem video YouTube trên máy tính. Trước hết, phím tắt căn bản nhất mà chúng ta nên biết đó là phím Play hoặc là Pause, đó là phím K. Phím K này có thể hoạt động kể cả khi chúng ta đang đảo chuột xuống dưới phần comment ở bên dưới Ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng hai phím bên cạnh phím K là phím G và phím L để tu về trước hoặc là sau 10 giây Phía bên trái phím G là để chúng ta tu về trước 10 giây còn bên phải thì để tu về sau đơn giản mà thôi Tổ hợp phím này khá giống với những phần mềm cắt dựng phim mà nếu như quý vị đã từng sử dụng thì không còn gì xa lạ cả Và điều thú vị hơn nữa là YouTube cho phép người dùng có thể dò đến đoạn chúng ta muốn xem bằng loạt phím số về cơ bản thì một đoạn video được YouTube mặc định chia thành 10 phần Với điểm bắt đầu là phím 0, cứ thế Tiếp theo trở về đó là 1, 2, 3, 4, tới 10 Chẳng ngại như nếu quý vị muốn tua về đầu video thì nhấn phím 0 Và ước lượng muốn phát video từ vị trí gần cuối trở đi Nhấn phím 8 hoặc là 9 Bên cạnh đó quý vị cũng có thể sử dụng phím mũi tên bên phải và trái Để tua về trước và sau 5 giây Cùng với lại nhóm phím mũi tên Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng của video Bằng cách là nhấn phím mũi tên lên hoặc là xuống Kế tiếp nếu quý vị muốn xem video toàn màn hình thì nhưng là chúng ta hãy cần là những phím F là full screen mà thôi. Phím tắt này sẽ kích hoạt chế độ toàn màn hình ngay lập tức. Và cuối cùng, nếu quý vị muốn sử dụng những tùy chỉnh video trên YouTube khác thì chúng ta có thể sử dụng tổ hợp phím là Tab và Enter. Khi nhấn phím Tab thì quý vị sẽ thấy những khu vực tùy chọn được bôi xanh lên để thu hút sự chú ý. Nếu muốn kích hoạt tùy chọn đó, chúng ta chỉ cần nhấn Enter. Thưa quý vị, quý vị có thể sử dụng các phím tắt này trên máy tính Windows hay Mac và Linux. Trên cả các trình duyệt như là Chrome, Firefox và thậm chí là Microsoft Edge mới có mặt trong Windows 10 Chúng ta cũng có thể áp dụng đối với video YouTube được nhúng trong các trang web khác nữa Nhưng trong trường hợp này thì có thể một số phím sẽ có hoạt động chính xác Nếu là fan cuồng của YouTube thì quý vị thực sự cần biết về các phím tắt này Giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn các đoạn phim đang xem trên dịch vụ chia sẻ video lớn như thế giới